nam nữ chính dễ thương quá anh à. Ngồi gật đầu là phải làm cho tôi giống vậy đó nghe chưa. Dễ thương dễ sợ luôn. Bởi nó cô phim Hàn Quốc gì không chịu. Ôi bởi em nói gì anh cũng gật đầu nữa vậy. Anh anh à. Cái gì vậy? Thôi vậy? Nãy giờ em tưởng anh coi chung thì anh em anh ngủ hả? Thì có coi mà, coi được khúc đầu. Khúc đã đang làm gì? Đang làm cái gì? Tắt rồi. Giới thiệu tên diễn viên chính. Giới thiệu cái gì? Nãy giờ người ta vô nửa phim, người ta sắp kết luôn rồi kêu giới thiệu hả? Nghĩ sao vậy? Ủa, trời đất. Thấy chưa? Cái tật cũ không bỏ ha. Gì? Nói rồi. Cái gì mà chó sủa sủa ngoài rào hoài vậy trời. Thiệt bữa nay mấy con chó làm sao nè. Nói rồi, ở nhà đi, ở nhà hả, quay quần với vợ con đi coi phim mà buổi tối ấm cúng lãng mạn không chịu. Suốt ngày tụ tập chứ hả, chiến hữu chiến ơ của anh nhậu nhẹt sùm nha. Tôi nói rồi nha, tôi mà biết một lần nữa anh tụ tập với chiến hữu chiến ơ đồ của anh ha, là hả tôi cho anh hả anh tụ máu bầm luôn đó, cho anh biết. Trời ơi, em thì nay anh có tụ đâu, anh ở nhà coi phim với em nè. Tại phim chán quá con nổi ngủ. Chán cái phim ta hay hấp dẫn vậy thôi chứ phim ta đẹp rạng ngời với cái chán thiệt luôn. Gì mà ra coi cái gì sùm nãy giờ ai đứng ở ngoài có lấp ló ngoài hay gì? Thì thôi em ra mở đi. Ủa mắc cười quá, đàn ông trong nhà người ta cứ đứng ở cửa thì ra mở đi chứ. Rồi anh đang ngủ ngon mà tự kêu kêu vậy đi mở đi cửa. Ra mở cửa. Em mở đi. Anh mở. Em mở. Anh mở. Em rồi, mở. Thôi 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 thở đi, tao vô rồi. Thấy chưa? Khách vô rồi đi. Thà vậy đi biết điều vô nhà người ta đợi người ta mở kỳ vậy. Rồi. Ủa ai đây? Ai vậy? Tao xin tự giới thiệu. Thôi thôi khỏi coi. Vô khoan, mất lịch sự. Bởi vì khách cứa vô nhà ta đeo khẩu trang bít dịch không biết ai hết. Thứ nhất, thứ hai nhà ta còn đóng cửa, vợ chồng ta ngồi đây xong vô nhà ta chưa mở cửa vậy chứ ai vô được. Mẹ khóa mất lịch sự nữa. Ổ khóa em mới đi chợ mua đổi đi, cái vô bẻ khóa nhà ta có kỳ không? Thôi mà thôi kệ, bẻ rồi mày tự vô là ngoan rồi, mai anh mua ổ khóa khóa cho em nha. Đi cục hành xử gì mà lỗ mạng. Ai đây? Ai vậy? Ai vậy? Tự giới thiệu. Nói đi. Tao làm cướp bắt tài cái. À vậy nói vô nhà tao quá ngọt. Cái gì chưa? Nó cướp. Nó cướp thiệt em ơi, nó cướp rồi. Cái nào? Đi đâu ạ? Đi đâu ạ? Đi ăn cướp nè. Đi ăn cướp nè, đi ăn cướp. Đi cướp, cướp thiệt hả? Đúng rồi, đi vô nhà nó ăn cướp chứ. Cướp ở đâu? Cướp, anh em biết cướp ở đâu? Mày muốn cướp ở đâu? Cướp ở đây nha. Cướp ở đây đi. Cướp ở đây. Nè. Hai vợ chồng đúng không? Chứ không lẽ hàng nè con có cái gì quý giá tại vì mà gì đó lấy hết đây. Không, nhà em không có gì quý giá đó. Nhà em là em quý nhất rồi, không có gì quý hơn đâu. Dạ thiệt. Muốn cướp qua cái bên. Dạ em quý nhất. Dạ đúng rồi, qua cái bên đi. Không có thiệt không? Đi thiệt qua cái bên đi. Dạ về đi, về đi. Dạ ừ, về đi. Về đi con trai. Về quý nè. Mày tưởng tao ngu hả? Cái gì vậy? Rõ ràng là không có được về. Thằng cướp này nó khôn lắm em, nó khôn dữ lắm. Đúng rồi. Tao thấy mặt mày tao biết khôn này. Đúng rồi. Bây giờ tao đó, lấy cái gì quý giá? Cái gì? Tao không giỡn à? Tao. Nó không có giỡn đâu em. Tao bắn mày xì xọ luôn á. Đừng anh ơi, bắn chỗ khác đi xì xọ, chết nó tay quầy kỳ lắm. Tao lên, có cái gì quý giá lấy lên hết đi. Không, em không có cái gì quý thiệt, nhà em là em quý nhất rồi. Chồng em hay nói là em quý. Tiền bạc, kim cương, đô la. Không có. Không có, đây tiền quý nhất nè. Không có tiền. Thôi được rồi, không có gì. Tao sẽ lấy con vợ của mày. Thà vậy đi chứ, được kỳ quá. Tôi là vợ của nó rồi. Ê, chắc chắn tự nhiên cướp vô cái quên là vợ luôn. Anh cướp. Hay là bây giờ anh đừng lấy vợ em, lấy em đỡ đi. Âm mưu phải không? Trời đất ơi, sao vậy hả? Có vợ rồi mà, rồi đi theo ăn cướp là sao? Ông cướp vô là quên giới tính. Giới tính cái gì? Đàn ông lên. Đó. Anh ơi. Bây giờ có gì nãy đưa đi em ơi, không có là chết nhau đó. Anh tao cướp một hơi tao chưa lấy được gì mà tao nghẹt thở tao chết bây giờ. Bây giờ không, nhà không có gì thiệt. Nhà trống không mà có tinh thần nữa à. Không mà tinh thần yếu luôn rồi. Không có thì bây giờ. Bây giờ tao cướp mà vậy cho anh. Anh cướp ơi. Cho em xin một ít đặc ân được không anh? Nói gì nói đi. Em ơi. Hả? Bây giờ chắc chắn hai vợ chồng mình sẽ không thoát được đâu. Thì đúng rồi, đứng sao thoát. Nhưng bây giờ thôi, anh sẽ hy sinh, anh là chồng. Em chạy đi. Cứu được người nào hay người đó. Chạy đi em. Không. Em là vợ của anh mà, em vợ ở đây chứ. Không. Mình là vợ chồng. Người ta nói là nhất dạ phu thê bách vợ ân. Sống cùng sống, chết cùng chết. Anh à. Không em. Em đi đây. Đi. Anh bảo trọng nha.
Em đi đi em. Em hãy đi thật xa đi em. Đi thật xa để trở về nha. Trời ơi, cướp còn cái là chết bây giờ á. Ủa đồ thiệt hả? Không, cướp cái là bật lửa ra là phỏng, hiểu không? Không biết mà. Ê, mày làm cũng được quá. Mày thấy tao giống cướp không? Không, 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 không. Nấu rồi, nấu. Mở ra cái là mày hết hồn liền. Chơi không á. Wow, đúng là chiến hữu. Thấy chưa, mày nhìn lúc đầu mà tao thấy gươm gươm mà mặc đồ vậy, cái chắc nó tưởng tao mang theo đồ chơi, mang đồ này đồ nọ tao đi cướp mà đâu biết toàn là mồi nhậu không à. Cái đồ này nhậu là bén lắm nha. Ê, đi liền, đi liền. Gì? Hồi quá mày hồi quá, lấy cái áo cho tao thay, tao tắm rửa cái được không? Mày gì hả? Mày tắm hồi rồi vợ về rồi tắm về đây biết mình sao. Vậy nhanh đi mày chuẩn bị đi, gì đi, lẹ đi, đi lẹ đi. Ủa mà tao có chuẩn bị gì đâu, không mình đi đi. Có vô tủ lạnh lấy thêm đồ giặt gì, còn có gì nhậu không? Tao sẽ canh nhà cho mày cho. Không ngờ lần đầu tiên mình đi cướp mà mình lại cướp thành công tới như vậy. Hay quá, tao vô tủ lạnh tao phát hiện ở nhà tao không còn gì trong tủ lạnh hết. Đi lẹ đi thằng anh nội, nãy giờ cũng ngay ngay nữa. Chó nhà mày nó sủa nãy giờ kìa, nó thấy tao lạ đó một hơi. Sớm người ta buồn. Xong chưa? Ê, 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 ê. Đừng im, tất cả đứng im. Tôi nói trước nha, tôi có súng đó. Chị em đừng sợ, đây chỉ là súng giả mà thôi. Tôi ra, đừng, 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 bạn chồng mà. Sao vậy là không ăn cướp hả? Chết rồi. Má chị em ơi, bây giờ tranh thủ ra ngoài cản liền đi, chứ hồi nãy em la ăn cướp dữ quá, bây giờ chó sủa ngoài nguyên xóm kéo là nhà em mất công lắm nha. Đi đi, cảm ơn các chị em nha. Dạ dạ, cảm ơn, cảm ơn. Trời, nãy bà dạ, kêu dạ, nhiều lắm luôn. Xong rồi, xong rồi. Trời, chị, sớm chị có uy tín lắm hả? Uy tín chứ. Mà chạy đâu mà không đã sớm mà đứng ngoài đó làm gì hay vậy? Thì đó, nãy giờ là mình tôi kêu không đó, tôi huy động mà. Dạ. Anh nữa. Trời đất ơi, anh giải thích coi chuyện này là sao. Bà thì tại vì anh vậy nè, thôi để tao nói luôn cho. Bắt đó, thật ra nhìn đi, tụi tôi cũng không có ý gì xấu xa đâu. Thôi nè, còn nhậu hả? Tụi nhậu thôi mà, tại vì sợ nó tại vì không anh có được đi nhậu, cho nên cái phải nó xúi á, bày ra cái kế này á. Là anh bày ra cái trò này để anh lừa gạt em, anh làm mọi cách bất chấp thủ đoạn nên được đi nhậu đó hả? Tại anh thèm nhậu quá, vợ thông cảm đi. Trời ơi, chồng ơi là chồng. Đâu em không cho anh nhậu đâu, đám tiệc mà cái nào hợp lý em vẫn cho anh đi nhậu chứ bộ. Đằng này anh ăn nhậu xa đà riết rồi anh bày trò vậy nè, rồi người ta anh đi qua đây nè, rồi bà con hàng xóm người ta nhìn thấy hay đó, anh bất chấp thủ đoạn gì anh lừa gạt em vậy, người ta cười vô mặt gia đình mình á, xấu hổ vô cùng thiệt luôn. Rồi vợ cho anh xin lỗi đi vợ, anh không biết đâu, không biết là nó lớn chuyện vậy đâu, tại anh sợ là xin vợ giờ không cho nên anh mới làm liều vậy thôi. Cũng xin lỗi nha, tại thiệt tình là nó xúi sao thì tôi cũng làm đại như vậy, tại vì thương bạn bè quá, mày xúi tao chứ gì nữa. Thôi mai mốt tôi hứa là tôi không bao giờ tôi làm mấy cái chuyện sai trái này nữa đâu. Thì nào mà có thời gian thì tụi tôi mới đi. Ra ngoài coi còn ai kéo qua nhà mình nữa thì cản người ta lại nghe không? Tuân lệnh bà xã. Đây, hai con. Hai con. Còn mẹ con nữa. Trăm ngàn. Mày lấy trăm đâu mà.